chào bạn nhá. Hôm nay mình đang có mặt ở Vincom Lạng Sơn. Hôm nay mình sẽ đến đây mình giới thiệu cho mọi người về xem ở trong này có những cái món ăn gì không. Lần đầu tiên mình lên đây thì mình ăn thôi, trong này là khu đồ chơi. Đây, bây giờ mình sẽ vào gian hàng ăn bên mé bên này nhá. Chị ơi, ở đây mình có bò bít tết không ạ chị? Có. À có à. Một suất ở đây của mình bao nhiêu tiền một suất đây chị? Có 2 size em ạ. À đâu, 2 size đấy ạ. Em có quay giới thiệu một chút ẩm thực với chị. À, vâng. Có 2 size. 2 size đây. Ừ, 2 size. À size đầu tiên đây đúng không? Bò bít tết này là một cho một đĩa này. Cả một cái này thì ở đây là size 140 là 120.000 đúng không? 280 là 180. Còn bên này nữa chị? À 2 size thì thôi lại đúng không? À các món khác à. Chắc cho em size này thôi. Lấy một size 140 hai người. Anh nghĩ này nhá, size 140 nhá. Hai người nhá, mỗi người một suất nhá. Cậu ăn cái khác nữa đi. Anh ăn cái khác đi. Hay anh ăn mì ý đi. Thế ăn bò ăn mì, anh ăn mì nhá. Ở thế cho em một mì ý với một bò nhá. Hiện tại bây giờ đang ngồi ở đây đợi món ăn rồi. Mình có gọi, hôm nay mình có gọi là một cái là mì ý này, ăn là một cái vợ mình ăn là bò bít tết. Thì hôm nay mình đến đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai món này nhá. Và có thời gian tiếp theo thì mình sẽ đi đến đây mình ăn, mình giới thiệu thêm những cái món còn lại. Đây là cái món bò bít tết sốt tiêu đen. Đây bên trong là tiêu đen. Bò kia là bít tết này, thịt bò, trứng này. À, đây là rau salad, đây là quai chiên. Ở đây thì mình nghe nói là chủ quán có nói với mình là chuyên về bò bít tết này các bạn ạ, quán này. Đây là gọi là món nổi tiếng của quán, chuyên về bít tết mà. Con ăn đi, con chấm với đi, không cay à? Cay không? Cay không? Con ăn có cay không? Có cay đâu. Không cay à? Úi ôi. Bánh mì đâu? Chưa thấy ra. Đấy, đây là thịt bò này các bạn ơi. Ăn miếng to mới ngon chứ. Không. Cắt cho con ăn miếng to nào. À, tí ăn miếng nào bố xem nào. Ôi giời. À cắt cho thử một miếng nào, bò bít tết xem nào. Cho miếng nhỏ thôi. Miếng to đi, ăn miếng nhỏ ăn làm cái gì? Ăn mà ăn miếng to chứ. Kẹp xí. Gói một chút salad rau đi. Đâu? Để anh cắt. Đâu? Thế nào? Được chưa? Đây, chấm cái tiêu này các bạn này. Tiêu đen. Ở đây có mấy cái sốt luôn, không phải một cái loại sốt đâu. Đấy, ăn trứng nhá. Không ăn tao đâu nhỉ. Cái thịt bò mình thấy nó cũng mềm, ăn nó cũng ngọt và cái sốt tiêu này nó ăn nó cũng khá là đậm đà, nó có vị cay cay nhẹ nhẹ nhỏ một chút. Nhá. Cuối cùng thì cái món mì ý của mình đã ra. Mình đợi đây cũng là lần đầu tiên mình ăn. Đây là sốt với thịt băm nhá. Thịt bò đấy. Trong đấy gọi là thịt băm. Không biết là đấy. Người mùi nó có hơi có một chút cái vị chua chua. Này. Đây, mình thử ăn xem nhá. Nào. Cái nào thích ăn thịt nhá, để cắt cho nhá. Ăn trứng nhá. Mình thấy thì nó có vị ngọt ngọt và chua chua. Mì ý này, đây chắc là ở vị ngọt ngọt chua chua là cái sốt thịt băm bên trên này. Còn cái mì ấy, ăn nó cũng
nói chung là nó cũng mềm. Sáng nay thì mình có đưa vợ con ngồi ăn bít tết ở bên này. Hôm nay mình giới thiệu cho mọi người hai món ăn, đó là mì Ý sốt với ở đây họ ghi là sốt với thịt bằm, và bên kia là bò bít tết. Thì vợ mình ăn bò bít tết và mình sẽ ăn món này. Mời mọi người sáng nhá. Cái mì này nó ăn nó có vị hơi, cái nước sốt nó hơi chua chua và ngọt một chút. Và cái mì ăn nó cũng khá là mềm. Con hát cầm miếng thịt ăn nhé. Đâu năm dĩa vào đây. Này. Cầm đi. Thì con ăn mì không? Ăn mì của bố không? Con ăn không? Ăn mì đâu, thấy chưa? Thật sự là mình vẫn hay ăn món truyền thống của Việt Nam nhiều hơn các bạn ạ. Hôm nay mình có đến đây mình thử cái món mì Ý này. Mình thấy ăn cũng được, nhưng mà mình chắc là mình không hợp với khẩu vị là mì này. Mình vẫn thích ăn món chẳng hạn như là món phở, phở truyền thống hơn. Cô lấy ăn được à? Chẳng hạn như là phở ở trên này đặc ngon là phở phở vịt quay, hay là lạp sườn, hay là những cái loại phở, một số loại phở nữa khá ai xíu ăn mình thấy ngon hơn. Cô lấy sữa cho em. Đây đồ lấy sữa. Các bạn thì con ngon lại này. Con kêu nếu các bạn nào thích ăn món ăn Tây như Mỹ của mình thì có thể lên đi com ăn. Mình thì mình không hợp với cái món mì này cho lắm. Đến đây mình giới thiệu cho mọi người món ăn này rồi. Thì đến đây thì cái video của mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Tôi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất của mình.